Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa giám sát hoạt động thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng 240 ly nâng cấp đang được nước này sản xuất. Cuộc thử nghiệm đã thành công khi hệ thống rocket đa nòng thể hiện sự vượt trội trong tất cả các chỉ số, gồm hệ thống dẫn đường mới được tích hợp, khả năng điều khiển và sức công phá. Cuối tuần trước, ông Kim Jong Un cũng đã thị sát hoạt động thử nghiệm nhiều loại thiết bị bay không người lái, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát triển khí tài này để trang bị cho quân đội trong thời gian sớm nhất. Hoạt động thử nghiệm cũng diễn ra thành công khi thiết bị bay không người lái đã bay theo nhiều lộ trình định sẵn khác nhau, phát hiện và tấn công chính xác các mục tiêu chỉ định.